Tất cả là kế hoạch của tôi. Có trách thì trách người cha độc ác của cô, đã hại chết cả nhà của tôi. Từ nay ân oán giữa tôi và cô trong hết. Cô về đi, nếu không người tổn thương sẽ là cô đó. Anh có từng yêu em hay không? Từ trước giờ tôi chưa từng yêu cô. Người tôi yêu duy nhất để con can ngăn. Nè anh Bách, anh có sao không? Bách, đúng là thằng con trời đánh mà. Về em ơi, đến đây chi nữa, ai đánh cho mà tiếp. Đúng rồi, đi về đi, không biết nóng hả? Chồng tôi là tôi về nãy giờ rồi đó. Đến đây ăn dạ hay gái? Thôi cậu về đủ đây đi, gặp đám cưới của tôi là đá ra ngoài rồi đó. Khánh My, em sao vậy My? Bách, tao không tha cho mày đâu. Khánh My, My à, em sao vậy My? My à. Đến phút cuối, nhận ra tim anh rung động vì yêu thương vỡ hoa. Chính vì em ngây thơ khiến anh ngộ nhận chuyện tình đôi ta như là giấc.